Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam có buổi tiếp ông Enrico Paluda, tân Tổng lãnh sự Italia tại thành phố Hồ Chí Minh, nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Chào mừng tân Tổng lãnh sự Italia tại thành phố Hồ Chí Minh đến thăm Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam đã khái quát một số định hướng phát triển của thành phố trong năm 2022. Phó Chủ tịch mong muốn ngài tân Tổng lãnh sự sẽ là cầu nối giúp phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các đối tác Italia và Đà Nẵng trên các lĩnh vực, đặc biệt là du lịch và phát triển cảng, xem xét khả năng tổ chức một số hoạt động giao lưu văn hóa Việt-Italia tại Đà Nẵng nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023. Tân Tổng lãnh sự Italia tại thành phố Hồ Chí Minh, Enrico Paluda, bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua, đồng thời cho biết ở cương vị mới, ông sẽ tích cực có các hoạt động xúc tiến quan hệ giữa hai địa phương, doanh nghiệp Italia với thành phố Đà Nẵng. Ngài tân Tổng lãnh sự cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và bày tỏ sẽ giới thiệu các đội tuyển tại Italia tham gia khi thành phố tiếp tục tổ chức sự kiện này trong năm tới đây.